Có một câu chuyện như sau. Vào một buổi sáng sớm sau khi cơn bão đi qua, có một người đàn ông đi tản bộ trên bờ biển. Ông ta nhìn thấy rất nhiều vũng nước to nhỏ, trong đó có những con cá nhỏ bị bão táp đêm qua cuốn lên và mắc cạn ở đó. Những con cá nhỏ bị mắc cạn ở đó có thể lên tới cả ngàn con. Người đàn ông biết rằng chẳng bao lâu nữa, mặt trời lên và nước sẽ bị cát hút khô, những con cá ấy sẽ chết hết. Đang suy nghĩ như vậy, ông ta nhìn thấy trên bờ biển có một cậu bé không ngừng nhặt những con cá nhỏ từ trong các vũng nước lên và ném chúng xuống biển. Người đàn ông tiến lại gần đứa trẻ và nói: "Này cậu bé, trong những vũng nước này có cả hàng trăm con cá, cháu cứu không nổi đâu." "Cháu biết điều đó." Cậu bé không ngừng nhặt cá và trả lời. Người đàn ông nói tiếp: "Ồ, vậy cháu vẫn tiếp tục ném những con cá này xuống biển sao? Có ai quan tâm đâu." Cậu bé vẫn không ngừng nhặt cá và nói: "Nhưng những con cá nhỏ này quan tâm." Quả thực, câu chuyện nhỏ này rất tương ứng với một câu nói của nhà thơ vĩ đại Tagore: "Mục đích của giáo dục là phải truyền tải được hơi thở của mạng sống cho con người." Bởi vậy, giáo dục là bắt đầu từ việc tôn trọng sinh mệnh, khiến nhân tính hướng thiện, khiến con người có tấm lòng rộng mở, khơi dậy được thiện căn tốt đẹp của con người. Trước đây, có một nạn nhân sống sót tại trại tập trung của Đức Quốc xã, sau này trở thành hiệu trưởng của một trường trung học ở Mỹ. Mỗi khi có một giáo viên mới đến trường, ông đều gửi cho người đó một bức thư, trong đó viết: "Thầy cô giáo thân mến, tôi đã từng tận mắt chứng kiến những tình cảnh mà nhân loại không nên thấy, những phòng khí độc do các chuyên gia kiến trúc sư kiến tạo ra, trẻ em bị các bác sĩ uyên bác hạ độc, trẻ sơ sinh bị các y tá được huấn luyện sát hại. Chứng kiến hết thảy những chuyện này, tôi tự hỏi, giáo dục rốt cuộc là vì điều gì? Tôi thỉnh cầu các bạn hãy giúp học trò của mình trở thành những con người có nhân tính. Chỉ khi học trò của các bạn trở thành những người có nhân tính, thì các năng lực đọc, viết, tính toán của các em mới có giá trị. Giáo dục là giáo dục linh hồn con người, chứ không chỉ đơn thuần là nhồi nhét các kiến thức và logic. Nếu không, tri thức người ta càng nhiều, thì chỉ càng nguy hại đối với nhân loại và thiên nhiên." Cổ nhân nói: "Không gì bi thương hơn những ai có trái tim đã chết. Một người mà lạnh lùng vô cảm đối với thế giới bên ngoài thì chính là một người không còn hy vọng. Một dân tộc thờ ơ coi thường mạng sống của người dân là một dân tộc không có tương lai." Trong giáo dục, có lẽ có rất nhiều công việc cụ thể phải làm, có rất nhiều việc cụ thể phải nắm bắt, nhưng việc bồi dưỡng học trò tốt nhất chính là bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, bồi dưỡng những giá trị nhân văn. Trong đó căn bản nhất, quan trọng nhất chính là đánh thức lương tri, biết trân quý, tôn trọng sinh mệnh con người.